ta đang lang thang ở những con phố tại khu vực Central Village. Và ở đây thì công trường thi công đang rất là sôi động. Và mình phát hiện ra ở đây thì có cái góc này rất là đẹp này, để các bạn đến check in. Ở đây thì nó là một cái cung đường dốc và nó sẽ đi lên cái phần Gardi Castel Hòn Thơm. Cũng như ở đây có một cái block shop rất là đẹp, một cái block sau này chủ tư họ sẽ làm cà phê ở đây. Đó, đẹp chưa? Chào mọi người, mình vừa đi lang thang tại Central Village và mình phát hiện ra một cái góc cực kỳ đẹp. Và góc này hứa hẹn sẽ là cái điểm, một cái điểm check-in tại bãi biển đẹp nhất tại bờ Tây Nam đảo Ngọc Phú Quốc, tại dự án Shophouse Địa Trung Hải San Prima Village Primavera. Đây là khu vực mà mình đang đứng, tại khu vực mà sau này chủ đầu tư họ sẽ làm cà phê tại khu vực Central Village. Và view ra được trực diện khu vực bờ biển ở phía dưới, các bạn có thể nhìn thấy chúng ta đang đứng ở một cái độ cao ở dưới tầng thấp nhất thôi nhưng mà rất là cao. Và từ đây thì từ cái chòi này thì chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ những căn Shophouse Địa Trung Hải cực kỳ bắt mắt và cực kỳ đẹp. Ở đây thì nó sẽ là một cái điểm check-in hoàn hảo. Mình đã đi rất nhiều ở khu vực trung tâm rồi nhưng mình sẽ thích nhất ở cái điểm này vì nhìn thấy toàn bộ những căn nhà đa sắc màu theo cái kiến trúc thiên minh giả cổ Địa Trung Hải tại giai đoạn 1 Shophouse Địa Trung Hải. Thì chúng ta đang nhìn thấy, ngoài ra chúng ta còn nhìn thấy khu vực cầu hôn cũng như là khu vực nhạc nước ở ngay phía dưới này, sau này chủ tư họ sẽ xây dựng. Thì đây là một trong những cái điểm đẹp nhất mà mình, cá nhân mình cảm nhận và mình đến. Tại vì sao? Tại vì chúng ta vừa nhìn thấy những cái màu sắc của những căn sóc mau, và bên này chúng ta còn nhìn thấy rất nhiều tàu bè của ngư dân họ đậu ở ngoài kia, nhưng cũng là một trong những cái shot hình rất là đẹp để anh chị có thể chụp ảnh check in. Và nó sẽ là cái điểm đến tuyệt vời sau này dành cho anh chị đến với khu vực trung tâm, khu vực Central Village tại Nam đảo Ngọc Phú Quốc. Và xung quanh mình thì hiện tại công trường đang thi công nó rất là ồn, rất là ồn, và chủ tư họ cũng đang tất bật làm về cái đường kết nối giữa khu vực Central Village lên Gardi Castel Hòn Thơm. Như các bạn đang nhìn thấy ở phía xa kia thì chủ tư họ đang làm hoàn thiện một cái cung đường kết nối từ Gardi Castel Hòn Thơm thẳng xuống khu vực Central Village này. Như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình, nó sẽ là một cái trục đường để luân chuyển khách đến với Gardi Castel Hòn Thơm. Họ tò mò họ sẽ xuống với khu vực Central Village này để chụp ảnh check in cũng như là sử dụng các cái dịch vụ chủ đầu tư của khách hàng tại những cái căn Shophouse tại dự án Shophouse Địa Trung Hải. Và đây là một trong những cái vị trí mà chúng ta nhìn được toàn cảnh dự án Shophouse Địa Trung Hải từ Gardi Castel Hòn Thơm và toàn cảnh cái giai đoạn 1 tại dự án Shophouse Địa Trung Hải cũng như là biểu tượng tháp chuông, khu vực trung tâm Central Village, các cái căn nhà phố Shophouse ở phía xa kia cũng rất đẹp. Và mình đi rất nhiều rồi và mình cảm nhận đây là một trong những góc đẹp nhất của dự án Shophouse Địa Trung Hải. Mà khi anh chị đến thì chúng ta sẽ cố gắng tìm tới cái góc này. Và bật mí cho anh chị là khi anh chị đến Shophouse Địa Trung Hải thì anh chị phải đi rất nhiều thì chúng ta mới tìm được những cái góc nó đẹp nhất được. Còn bình thường thì chúng ta sẽ đến những căn nhà, những căn Shophouse tại dự án Shophouse Địa Trung Hải check in là nó cũng đã rất đẹp rồi, nhưng để tìm được góc đẹp nhất thì chúng ta phải đi thật nhiều. Và hiện tại chủ đầu tư Sun Group đang mở bán những căn Shophouse mặt biển của giai đoạn 1 cuối cùng. Thì anh chị quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên màn hình. Nó chính là cái cung đường Venice, cái cung đường mà những căn Shophouse của hai bên đường nằm sát biển nhất. Và những căn Shophouse Venice lẻ, tức là những căn ven lẻ thì sẽ view được trực diện ra bờ biển. Thì như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình thì sẽ có một cái dãy nhà hàng gành đá ở phía trước. Dãy nhà hàng gành đá thì chủ đầu tư họ sẽ tự khai thác, tự xây dựng khai thác. Còn phía trong thì chúng ta sẽ có những căn Shophouse cung đường Venice. Ở giữa thì chúng ta có cung đường Positano. Và ở trên cao độ cao nhất chúng ta có cung đường Amalfi.
thì mỗi một dãy shop house nó sẽ có những cái ý tưởng riêng. Dãy shop house Venice, những căn ven lẻ thì sẽ view được trực diện ra biển và giá bán sẽ là cao nhất ở trong bảng hàng. Ngoài ra thì những căn shop house Positano thì có chiều cao từ 3 đến 5 tầng, thì ở đó nó là những căn shop house ở dãy giữa. Dãy giữa thì view biển sẽ ở trên những cái tầng cao từ tầng 4 hoặc tầng 5. Ngoài ra thì dãy giữa thì sở hữu cái giá bán sẽ là tối ưu nhất, khi tính về bài toán đầu tư thì sẽ là giá bán thấp nhất. Nhưng mà diện tích xây dựng các thứ thì nó cũng tương tự như những dãy mặt biển. Còn Amalfi thì nó lại mang một cái tính chất riêng, nó là một trong những cái dãy nằm trên cao độ cao nhất của dự án, cũng như là view biển hay không thì nó tùy từng căn một. Và cung đường Amalfi là cung đường sở hữu một cái mặt đường để đi ô tô, tức là để kinh doanh khách sạn ở cung đường Amalfi thì sẽ là rất là hợp lý dành cho anh chị. Còn các cái cung đường ở phía dưới thì chủ đầu tư báo xuống thì các cung đường phía dưới chúng ta sẽ không được di chuyển bằng ô tô mà sẽ là các cái tuyến phố đi bộ 24/7. Và ban quản lý chợ đêm của chợ đêm phố Tây Bùi Viện hay là chợ đêm Phú Quốc cũng chính là ban quản lý của chợ đêm tại dự án shop house Địa Trung Hải này. Và chủ đầu tư đã ký hợp đồng với ban quản lý chợ đêm, họ cũng đã đi khảo sát trong suốt hơn 2 tháng nay rồi, 3 tháng nay rồi. Và sẽ sớm có một khu chợ đêm tại những căn shop house Địa Trung Hải tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc. Và cơ hội để anh chị đầu tư vào một dự án bất động sản mang tính chất độc bản và số lượng giới hạn ngay tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc, với cái thiết kế độc lạ cũng như là hoàn toàn khác biệt so với những cái bất động sản đại trà trên thị trường. Và một chủ đầu tư phát triển với cái tầm vóc một cái hệ sinh thái hàng tỷ đô, và cùng với chủ đầu tư đồng hành với Sun Group thì cơ hội để anh chị đầu tư để bứt phá, đưa ngành du lịch Việt Nam ghi dấu lên bản đồ du lịch thế giới không còn quá xa. Và đây là những cơ hội cuối cùng dành cho anh chị sở hữu một trong những cái bất động sản đẳng cấp nhất của Sun Group ngay tại Nam Đảo Ngọc Phú Quốc, một trong những dự án shop house đẹp nhất của tập đoàn Sun Group phát triển từ trước đến giờ tại Việt Nam. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi clip này. Anh chị đầu tư thì quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp với em Vinh qua số hotline trên hình, hoặc có thể nhắn tin qua Zalo, Viber cùng với một số điện thoại của em thôi. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip và hẹn gặp lại anh chị tại Phú Quốc hoặc là trong những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.